Hôm nay xin chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất động sản nhà tốt nhà đất giá rẻ Hà Nội. Thì hôm nay em Ánh xin gửi tới quý khách hàng một cái video về dự án hai căn nhà hoàn toàn rất là mới của bên em với cái giá chào bán 1 tỷ 550 triệu. Vâng, em Ánh xin chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất động sản nhà tốt nhà đất giá rẻ Hà Nội. Thì hôm nay em Ánh xin gửi tới quý khách hàng một cái video về dự án hai căn nhà hoàn toàn rất là mới của bên em với cái giá chào bán 1 tỷ 550 triệu. Hướng nhà là hướng Đông Nam, diện tích nhà là 34m, mặt tiền của ngôi nhà mà em Ánh muốn gửi tới quý khách hàng là 4m và mặt hậu của ngôi nhà là 4m07. Căn nhà này là có một chút nở hậu nha mọi người. Và căn nhà được thiết kế thì là gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ và 1 sân phơi quý khách hàng nhé. Vị trí của cái căn nhà thì là thuộc tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngõ trước nhà là 2m, cách cái trục đường ô tô đi lại là khoảng tầm 30m quý khách hàng nhé. Thì sau đây xin mời mọi người hướng vào cái vị trí căn nhà cụ thể cùng em. Với cái mặt tiền của ngôi nhà là 4m thì khá là rộng, với lại 2 cửa mọi người ạ. Vị trí là 2 cửa, 1 phần cửa chính và 1 phần cửa sổ phụ đây. Ở phần vị trí ở tầng 1 thì là cửa chính của ngôi nhà gồm 2 lớp. Lớp ngoài là sắt sơn tĩnh điện chống phần oxy hóa cũng như là tạo nên cái độ thẩm mỹ của cái phần cửa chính mọi người ạ. Và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người nha. Đây. Và phía hông như em vừa giới thiệu thì nó có một phòng, có một cửa sổ phụ nữa hướng ra bên ngoài phần ngõ để lấy ánh sáng cũng như không khí vào trong cái phía tầng 1 của ngôi nhà. Và vị trí của em Ánh đang đứng hiện tại là khu vực phần để xe mọi người nhé. Như cái căn nhà này theo hiện trạng mà em Ánh đang quay gửi tới quý khách hàng thì hoàn thiện lên tới 90% rồi, còn 10% nữa là mọi người có thể dọn đồ về ở. Với phần hoàn thiện thì nó đã được gồm gạch ốp lát cũng như là thiết bị vệ sinh, phần sơn cũng như là hệ thống đèn điện chiếu sáng thì đã đều xong hết rồi. Tuy nhiên cái căn nhà này thì là thiếu một phần đấu điện nguồn từ phía nguồn công tơ nguồn vào cái trong ngôi nhà này nữa mọi người nhá. Mời mọi người hướng theo em đi phía trong phòng bếp của ngôi nhà. Căn phòng bếp thì cũng được lắp đặt hoàn thiện cơ bản rồi. Toàn bộ tủ bếp là được thiết kế là được làm bằng gỗ lim Nam Phi mọi người nhá, rất là chắc chắn. Cái màu tủ bếp thì chính xác là màu gỗ luôn.
phụ kiện bếp thì cũng đều được lắp đặt đầy đủ rồi. Đó, một chút chút nữa về phần điện cũng như là phần dọn dẹp ở trong cái căn nhà này thì là mọi người có thể chuyển đồ về và ở. Trong cái vị trí căn phòng bếp thì là có để cái dây chờ cũng như là cái móc chờ để lắp quạt trần mọi người nhá. Vì là cái căn nhà này chưa đấu điện cho nên em quay sẽ có phần hơi tối, mong quý khách hàng của em thông cảm. Phần bếp thì là mặt bếp thì là được lát ốp đá đen mọi người nhá. Ốp đá đen granite rồi, rất là chắc chắn. Và được lắp chậu rửa bát, thiếu vòi chậu nữa mọi ạ. Tất nhiên những cái này khi mà quý khách hàng về ở thì đều sẽ được lắp đặt đầy đủ hết. Và tầng 1 của ngôi nhà được thiết kế một nhà vệ sinh thì gồm đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa cũng như là có một cái hệ thống máy bơm lên trên toàn bộ 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Và trên tầng 4 của ngôi nhà thì đã có một cái bồn nước rồi mọi người nhá, bồn nước một khối. Và ở phía tầng 1 của ngôi nhà thì đã có bể ngầm với cái dung tích là 2,7 mọi người nhá. Cửa nhà vệ sinh thì là được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Như vậy tầng 1 em đã giới thiệu sơ qua gửi tới quý khách hàng rồi. Xin mời mọi người hướng theo em lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà xem là tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế như thế nào với cái diện tích là 34 mét mọi người ạ. Đây toàn bộ cầu thang cũng như tay vịn cầu thang đây đều đã được hoàn thiện xong hết rồi và được lắp đặt là gỗ lim mọi người nha. Và mặt bậc cổ bậc là được lát đá xanh Bình Định. Rất là đẹp, chống xước, rất là tốt. Mời mọi người hướng theo em lên trên phía tầng 2. Đây chính là phần tầng 2 của căn nhà mọi người ơi. Tầng 2 của ngôi nhà thì là được thiết kế là phòng khách theo cái phần gác lửng hiện đại nhất bây giờ mọi người ạ. Bây giờ thường thường là kể cả 33 m² nhưng mà chủ đầu tư thiết kế là phòng khách ở phía trên tầng 2, tách biệt với phần ở dưới tầng 1 và được ngăn cách bởi vách gỗ CNC mọi người nha. Toàn bộ ở trên tầng 2 cũng đều được sơn cũng như là lắp hệ thống điện xong hết rồi mọi người ạ. Đèn LED chiếu sáng đều xong hết rồi. Phần sơn của ngôi nhà này thì là được sơn màu vàng mọi người nha. Màu vàng rất là nhạt, rất là đẹp. Và toàn bộ hệ thống gạch ốp lát của cái căn nhà này kích thước gạch là 60-60, hàng granite loại 1. Trên phía tầng 2 đây, phía phòng khách này có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài mọi người ạ. Rất là thoáng. Hướng nhà của cái căn nhà này thì là hướng đông nam cho nên là cũng rất là mát mọi người ạ. Mùa đông thì ấm mà mùa hè thì rất là mát. Cửa sổ thì cũng được thiết kế hai lớp cửa. Lớp ngoài là lớp cửa nhôm kính và bên trong là sắt sơn tĩnh điện. Phía tầng 2 của ngôi nhà gồm còn được thiết kế là một nhà vệ sinh và một phòng ngủ nữa. Mà mọi người hướng theo em đi vào phía phòng ngủ tầng 2. Phòng ngủ tầng 2 của ngôi nhà này, diện tích căn phòng ngủ này nó rơi khoảng tầm 13 m² mọi người nha. Và căn phòng ngủ này cũng đều được lắp đèn điện xong xuôi hết rồi. Có ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa cũng như là hệ thống cửa sổ lấy ánh sáng ở phía bên ngoài vào mọi người nhá. Lên trên phía tầng 2 thì khi mà điện thì chưa bật nhưng mà mọi người thấy đấy cũng rất là sáng. Chỉ có một chút chút ở phía dưới tầng 1 thì hơi tối một chút thôi. Cửa thông phòng của ngôi nhà này thì là được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người nhá. Đó, phần gạch ốp lát cũng được thiết kế xong hết rồi. Và tiếp theo em xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà cùng em. Tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Như vậy thì cái căn nhà này là được thiết kế gồm 3 phòng ngủ nha mọi người. Đây chính là phía tầng 3 đây, căn phòng ngủ tầng 3 đây mọi người. Mọi người có thể để ý ở trên căn phòng ngủ này là có một cái giếng trời ở trên phía tầng 4 hướng xuống cho nên rất là sáng, rất là thoáng. Và phía giếng trời thì được thiết kế là 2 lớp. Bên trên là lớp cửa kính cường lực và bên dưới là sắt sơn tĩnh điện để bảo vệ cái độ an toàn nha mọi người. Cửa sổ hướng ra phía bên ngoài.
với cái căn diện tích căn phòng ngủ này nó cũng sẽ rơi vào khoảng tầm 13 mét vuông đấy mọi người ạ. Rất là rộng. Phía tầng 3 đây cũng được thiết kế là một nhà vệ sinh. Có một nhà vệ sinh đã được lắp đặt đầy đủ về bồn cầu, thiết bị vệ sinh, sen tắm, cũng như là trong cái nhà vệ sinh tầng 3 này thì là được ốp gạch 30-60 lên tới 2/3 trần rồi mọi người ạ. Rất là sạch sẽ. Và đây chính là phía căn phòng ngủ thứ 3 đây. Mỗi căn phòng ngủ vị trí khoảng tầm 12 cho đến 13 mét vuông thì cũng rất là hợp lý với lại vợ chồng trẻ, cũng như là nếu như mà có ông bà đến sinh sống và ở cùng mọi người nhá. Từ vị trí các nhà này thì rất là gần chợ dân sinh, rất là gần với lại trường mầm non, trường tiểu học, rất là gần ủy ban nhân dân phường, gần nhà văn hóa. Nói tóm lại là với cái căn nhà này và với cái giá 1.5 tỷ thì em anh thấy cũng rất là hợp lý với cái bố trí cũng như là chia phòng mọi người ạ. Và phần cuối cùng, mời mọi người hướng leo em trên lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà này nhé. Đây chính là phía tầng 4 mọi người ạ. Và phần này chính là phần để máy giặt. Máy giặt này và ống thoát sàn, khu vực để máy giặt riêng mọi người nha. Và ở phía tầng 4 là có một giếng trời hướng xuống phía khu vực cầu thang để lấy toàn bộ cái ánh sáng cho cái khu vực tầng 4 cũng như là khu vực cầu thang mọi người nhé. Mời mọi người hướng theo em vào cái căn phòng ở trên tầng 4. Đây chính là phòng thờ mọi người ạ. Đây chính là phần phòng thờ riêng của ngôi nhà. Căn nhà này thì đều đã có đầy đủ sổ đỏ cũng như là giấy tờ pháp lý hợp lệ và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Về cái chế độ vay vốn ngân hàng thì có thể vay đến 75-80% giá trị của cái căn nhà này sau khi ngân hàng định giá mọi người nhé. Và mời mọi người hướng ra phía sân phơi cùng em. Đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà mọi người ạ. Đây chính là phần sân phơi đây mọi người ơi, rất là rộng. Sân phơi của ngôi nhà thì được lát gạch 40-40, gạch đỏ mọi người ạ. Đây, mọi người có thể nhìn xung quanh cái vị trí căn nhà cùng em. Đó là cũng rất là nhiều nhà cao tầng, nhiều cây xanh với vị trí ở của ngôi nhà này thì cực kỳ thoáng. Rất là nhiều đầy đủ những cái tiện ích sinh hoạt xung quanh phù hợp với lại những vợ chồng mà ở khu vực Thanh Xuân hoặc khu vực quận Hà Đông hoặc là làm việc ở khu vực đường Lê Văn Lương kéo dài. Khá là hợp lý mọi người ạ, với cái giá bán là 1.5 tỷ. Hướng nhà thì là hướng Đông Nam. Nếu như mà quý khách hàng nào là đang tìm hướng Đông Nam theo cái tuổi của mình mà theo phong thủy thì mọi người có thể liên lạc với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041414. Em Ánh, mọi người nếu như mà xem video của em mà có phần muốn góp ý cũng như là muốn trao đổi về một cái về vấn đề bất động sản nào đó thì có để lại comment ở dưới phần bên dưới kênh, hoặc là có thể là add Zalo của em theo số điện thoại mà hai số điện thoại em để phía bên trên nhá. Nếu như mà mọi người xem video nếu thấy hay thì bấm vào like kênh cũng như là đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo của em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.